Ok anh em, nay đang ở Bình Tân. Lắp cho anh khách ở đây hai con bơm tăng áp Bến Tần Adelino 350W. Đây, con cui đây. Bơm Bến Tần Adelino nha, nhỏ gọn êm, điều chỉnh được tăng giảm công suất nước. Màu hồng inox, cấn inox, đầu ra, đầu vào, ba tư hết à. Máy nhỏ gọn nó chạy cực kỳ êm, để trong này. Này mới khoan hai lỗ này để đi đường nước đóng vô, đường cấp vô này, đường đẩy ra lại đây, đóng này. Trời. Còn nước lần thì đây, đang hơi rối. Đường ống tùm lum. Chia đủ ngắt đủ ngọ. Con này thì không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là êm và bỏ hành 2 năm thôi. Hai máy, một máy nước nóng, một máy nước lần thôi. Mình mới khui ra một con thôi, còn con nào cũng thùng. Đây con nước lần, nước nóng thì là lắp trong này, hai đường nóng nó để trong này để soi đèn cho mọi người xem nhé. Tèo đang là bản con nước lần, nước nóng là lắp trong này. Nó cò ra vô bơm để trong này, khoan hai lớp tường để bắt ra. Ok chưa? Ra ngoài này thôi. Câu cái đường nước nóng thì câu dễ lắm. Đường bên năng lượng mặt trời qua là đoạn này. Đấy chạy. Cái này là năng lượng mặt trời qua này, cắt xong rồi gắn vô đây. Còn được ra này đưa này đi xuống đây xong. Rồi đấu xong đường nước nóng này, đây là đường hút vào của bơm này. Còn đây sẽ là đường ra. Ok chưa? Có hai cái co riêng rồi ha. Tèo nó đấu nước lần nhưng mà nó đấu cả 2 tiếng hồ tôi xong. Tên phù không? Hả? Tên phù không? Này để xèo được không? Giờ để xèo hả? Trong đỏ đâu sao đâu, nó phải theo đường ngọn đi. Xong hết rồi. Giờ đang đấu điền để đấu cho anh bơm mà cho chạy thôi ha. Máy Bến Tần đang chạy nè mọi người. Đang chạy nè ha. Con nước lần đang chạy nè. Ok. Đang chạy nè. Muốn tăng lên á thì bấm cộng, muốn giảm xuống thì bấm trừ. Đây, tăng lên giảm xuống này, nút này nút tắt nguồn, nút tắt nguồn chào vào tắt nguồn, tắt hoặc nó tắt mở này, mở lên. Bên này nước nóng, nước nóng đang chạy, nó test 5-6 vòi dưới nhá, nếu mà vượt quá lưu lượng thì nó sẽ tuê này.